Trời ơi, thấy gớm. Né né tôi ra đi. Xuống ghế ngồi đi. Không, chắc là phải làm vậy để người ta biết là hai người yêu nhau. Xuống ghế ngồi đi. Đi ghê quá. Ủa vậy được, vô ghế ngồi chưa? Vô ghế ngồi, ngồi đi, ghế ngồi. Rồi, xin mời, xin phát cùng chú bạn. Chào mừng toàn thể quý vị đến với chương trình Thiên Đường Ẩm Thực. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ hàng tuần trên HTV7 với sự tài trợ độc quyền của công ty cổ phần bột thực phẩm Tài Ký, thương hiệu Tài Ký Food. Kính thưa quý vị thân mến, một tuần đã trôi qua, quý vị đã làm việc rất là vất vả, là mệt mỏi. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ hứa hẹn mang đến những món ăn tốt về sức khỏe. Ăn không chỉ là để no, ăn còn lo cho sức khỏe. Ngày hôm nay xin chào đón hai đội ca sĩ có, những người làm nghệ thuật có, rồi dancer có, nhạc sĩ có, người mẫu có, thì hy vọng sẽ mang đến cho quý vị nhiều niềm vui. Bây giờ mời đội Phương Trinh, Julie giới thiệu trước. Xin chào cả nhà, em tên là Phương Trinh Julie. Ngày hôm nay thì em đến lớp học về thức ăn này, hy vọng là sẽ được chú Trường Giang và các cô chú anh chị ở đây, nhất là chú Trịnh Thanh Bình và người đẹp Trâm Anh sẽ ủng hộ và tiếp sức cho bé Phương Trinh Julie để càng ngày càng ăn khỏe đẹp hơn nữa. Xin chào cả nhà. Dạ, xin chào cả nhà. Ủa, thôi, dạ xin chào mọi người. Trời ơi, bị lừa luôn kìa, trời ơi. Thấy gái đẹp là không có tập trung được. Dạ, xin chào mọi người, em là Trịnh Thanh Bình. Bạn đang kế bên em nói nhiều quá, nên em nói ít thôi. Em là Trịnh Thanh Bình, cảm ơn mọi người. Dạ. À, chào cả nhà, mình là Trâm Anh, hiện đang là phóng viên của báo Người Đô Thị. Hôm nay cũng rất là vui đến chơi cùng với các nghệ sĩ và hy vọng đội mình sẽ chiến thắng ha. Yeah, cố lên, 1, 2, 3 nè. Yeah. Thường những đội nào hy vọng chiến thắng thì thường là thua 3 vòng liên tiếp. Trên giới thiệu cái đó cho tươi mới nè, coi sức trẻ tới giới thiệu nè. Dạ, em xin chào ông Hoàng. Cái đó là bên mẫu giáo rồi. Ủa sao kỳ vậy? Không, tại vì á, bình thường hồi con nhớ hồi xưa con gọi là ông Hoàng, cái tại bị thua cho nên gọi em. À, tiếp tục. Mình là Quang Đăng, mình là một vũ công và mình rất là ham ăn. Cho nên hôm nay mình tới đây với tinh thần ăn là chính, thắng thua là 10. Và Quang Đăng rất là mong là đội của Quang Đăng hôm nay sẽ thắng, bởi vì lần trước Quang Đăng có chơi chương trình này ở mùa trước rồi và Quang Đăng thua rất nhiều và không được ăn gì hết. Không, hoặc là lịch sử sẽ lặp lại. Không có đâu, Quang Đăng sẽ cố gắng. Xin chào mọi người, mình là Phương Giang đến từ báo xinh.vn. Hồi nãy trước khi mà vô phòng makeup á thì đánh son hơi bị nhạt, mà cái chị makeup chị nói là chị phải đánh son nhiều lên đi, tại vì chút nữa chị sẽ ăn. Thì có một cái linh tính là chút nữa sẽ ăn rất nhiều, mà ăn rất nhiều thì chắc chắn là sẽ thắng, nên là hy vọng hôm nay đội mình sẽ ăn nhiều và thắng nhiều. Trời ơi, linh tính ăn nhiều nữa. Ngày nay chúng ta sẽ có một chủ đề, và chủ đề này cần quan tâm và lưu ý rất nhiều trong tình hình ăn uống hiện nay. Xin mời. Tim khỏe, ăn như thế nào cho tim nó khỏe? Tim em khỏe không? Dạ không. Anh biết. Những người mà trải qua nhiều mối tình thì tim không bao giờ khỏe được. Không, vì em đang thiếu một nửa trái tim của mình. Vì chính em, đây là chương trình Thiên Đường Ẩm Thực, không phải là chương trình hôn nhân và gia đình. Đừng cố tìm kiếm bạn trai trong chương trình này. Em hãy nhìn qua bên phải đi. Dạ. Người đàn ông đó cũng đang thiếu một nửa trái tim. Nè chú mà tóc bạc quá nè. Chú mà tóc bạc quá nè. Hôm nay em đến với chương trình thì chỉ được mong là được ăn ngon và không phải đau tim vì anh Trường Giang thôi. Ăn cái lại chứ đâu mà đau tim. Bây giờ có một câu hỏi nhỏ nè. Theo mọi người nghĩ thì như thế nào là ăn tốt cho tim? Phải giảm ăn mặn. Giảm ăn mặn để khỏi bị cao huyết áp. Đúng rồi. Không ăn nhiều dầu mỡ, phải ăn nhiều rau. Đúng rồi. Dạ. Quang Đăng cũng đồng ý kiến với Thái Trinh là phải ăn nhiều rau xanh. Chứ dám thôi không động. Em mời em. Mình phải ăn nhiều ớt cho thiệt cay, để cho tim mình đập nhanh. Tim đập nhanh sẽ tốt cho tim. Cái vụ này có hả? Phải không ta? Cái này học ở trường nào vậy? Em nghĩ vậy đó. Với lại một phần là trong ớt có vitamin A, rất tốt cho cơ thể. Còn tốt cho tim không thì không biết. À. Có liên quan không? Trả lời. Lát sẽ cho em một ký ớt em ăn riêng nha. Trời đất ơi, có vụ ăn ớt nhiều cho tốt tim nữa. Ở đâu ra vậy trời? Không cay á, cái người mình nó nổ mồ hôi, nó hoạt động mạnh lên, nó tốt cho tim. Và bây giờ nói rõ ràng nhất là ai? Bác sĩ. Mình nhiều khi mình biết không có hết, cái gì cũng phải có người chỉ dẫn.
Sau đây là clip ý kiến của bác sĩ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh tim mạch là kẻ giết người lớn nhất thế giới. Mỗi năm trung bình bệnh tim mạch cướp đi khoảng 17,3 triệu mạng sống. Tại Việt Nam, tình hình cũng không mấy khả quan hơn khi các bệnh mãn tính không lây như béo phì, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu ngày càng gia tăng, đặc biệt là gia tăng ở người trẻ. Mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh lý tim mạch, chiếm 1/4 số trường hợp tử vong tại Việt Nam. Trước tình hình này, Liên đoàn Tim mạch Thế giới đã quyết định chọn ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng 9 hàng năm là ngày Tim mạch Thế giới, nhằm tổ chức nhiều hoạt động khác nhau, giúp người dân nhận thức vai trò của việc giữ gìn một trái tim khỏe mạnh. Thấy ghê không? Bệnh tim là một cái bệnh mà gọi là nhiều người chết nhất trên thế giới. Kinh khủng khiếp không? Và ăn tốt cho tim là mình cẩn thận. Bởi vì không, mà nó thật ra luôn á, ăn uống mà nó không đúng thì cũng không tốt cho tất cả mọi thứ, chứ không phải là tim không. Còn không tốt nhất cho tim là tình cảm. Dạ. Người ta nói là đau, đau tim quá vì em đã bỏ đi rồi. Mình buồn vì tim mình đau, mình buồn nào ai thấu đâu. Đó, đúng rồi, mình buồn vì tim mình đau. Cho nên Quang Đăng đã bao giờ bị đau tim kiểu đó chưa? Dạ cũng một vài lần. Một vài lần? Nhỏ. Vậy hả? Dạ, em cũng tin là anh Giang cũng bị đau nhiều lần rồi. Anh mới có thể là chỉ bảo rất là nhiều điều như vậy. Đáp anh giỏi ngược hay. Rất là nhiều kinh nghiệm. Thực ra đau tim không phải là vì tình cảm đâu. Tôi đâu nói tình cảm trai gái đâu. Vì tình cảm gia đình cũng có đau tim chứ bộ. Tình cảm xã hội cũng đau tim chứ bộ. Ví dụ ra mình giúp cho người này một cái mà người đó quay qua đạp lại mình một cái, chơi vơi trong cơn đau. Đúng không? Cho nên ăn tốt cho tim là phải ăn đúng. Yeah. Và cái thực phẩm đó là gì? Chúng ta cùng xem nguyên liệu đầu tiên. Bác sĩ của Thiên đường ẩm thực khuyên bạn nên ăn ít nhất 2 bữa cá trong một tuần để tốt cho tim mạch. Cá chim vừa chứa nhiều chất béo tốt, vừa là nguyên liệu tuyệt vời mà các đầu bếp tin dùng. Chờ xem món ăn thơm ngon nào sẽ xuất hiện đây. Hãy bắt đầu thực đơn cá chim bằng một món ăn vô cùng dễ làm mà rất hấp dẫn nhé. Chà, nhìn đầu bếp của chương trình lấy phi lê cá dễ dàng chưa kìa. Đơn giản quá đúng không? Xẻ dọc miếng cá rồi cắt thành những khối vừa ăn như thế này đây. Đem cá đi ướp nào. Cho hành tím băm, tỏi băm, một ít hạt nêm, dầu ăn, tiêu, rồi đảo thật nhẹ đều cho thấm vị. Sau đây là bí quyết để có miếng cá giòn bên ngoài và ẩm bên trong. Đó chính là lăn cá qua bột mì. Lăn qua bột mì để tạo một lớp áo mỏng như thế này nè. Bây giờ thì đem cá đi áp chảo thôi. Mới nghe tiếng xèo xèo thôi mà đã chịu không nổi rồi. Nhìn xem, mặt cá đã chuyển vàng đến quyến rũ làm sao. Nhưng phải làm nước sốt đã thì mới được thưởng thức. Các hạt lựu, hành tây, cà rốt, ớt chuông đỏ, xanh, vàng, chẻ đôi cam sành rồi vắt lấy nước. Cho gừng và ớt băm vào chảo. Thêm ớt chuông và cà rốt vào xào rồi nêm ít gia vị cho vừa ăn. Còn chờ gì mà không cho nước cam vào nấu sôi nào. Giờ thì thả cá chín vàng vào cho sốt ngấm đều là xong ngay. À, đừng quên thêm một ít đậu hòa lan xanh xanh đẹp mắt cho món ăn thêm thơm ngon nhé. Món cá chim sốt cam vừa đầy đủ màu sắc lại có hương vị tinh tế vô cùng. Cái chát ngọt của cá đi kèm với cái sực sực của rau củ, thêm chút chua chua thơm thơm của sốt cam, lại còn vị bùi bùi của đậu hòa lan nữa thì ai mà nỡ chối từ. Các tín đồ của món cá hấp đâu, hãy giơ tay lên nào. Ta-da, có ngay một món ăn dành riêng cho bạn đây. Trước hết cắt lát gừng và cắt khúc hành lá, khứa mình cá chim rồi ướp với thật ít muối. Bạn nhớ massage nhẹ nhàng cho thấm vị nhé. Đem hành lá và gừng bỏ vào bên trong cá như thế này, thêm một ít lên mặt nữa là đem đi hấp được rồi. Trong lúc chờ cá chín thì cho tỏi băm vào phi cho thật thơm nào. Ôi chao, sực nức mũi luôn rồi. Cắt mỏng hành tím, hành tây, cắt sợi cà rốt, ớt sừng và hành lá, trộn đều rồi cho lên trên mặt cá đã hấp chín. Còn chờ gì mà không rưới dầu tỏi vào rồi thưởng thức thôi. Cá chim hấp thơm lừng mà cuốn với bánh tráng Santa nữa thì là còn gì bằng. Trải bánh tráng ra dĩa, thêm rau sống xanh sạch lên trên, gấp một miếng cá còn nóng hổi và phần hành trộn vào rồi cuốn thật đều tay.
Bạn có đồng ý với tôi là hình ảnh chấm món cuốn vào nước mắm chua ngọt như thế này lại gây sát thương vô bờ bến không? Ngon mê ly quá đi thôi. Alo alo, sao đây? Là món canh chua cá chim ngon trứ danh. Khán giả hãy chăm chú theo dõi và đừng chuyển kênh nhé. Đầu tiên cho nước sôi vào me, dầm thật đều rồi lượt qua rây. Vậy là có ngay nước me cần dùng rồi. Bây giờ thì chuẩn bị các nguyên liệu quen thuộc như cà chua, đậu bắp, ớt sừng, rau om, thơm và bạc hà. Đừng quên các cá chim thành những khúc vừa ăn nhé. Giờ thì ướp thơm với đường, xíu nước mắm, hành tỏi băm, trộn thật đều, cho dầu ăn vào chảo, thả thơm vào tao nhẹ cho dậy mùi. Thêm nước me, nước dùng nữa rồi khuấy đều. Đã đến lúc cá chim tỏa sáng rồi đây. Trời ơi, món canh chua vốn dĩ đã tuyệt vời, nay lại còn nấu chung với cá chim nữa thì đúng là mỹ vị nhân gian. Cái ngọt tươi của thịt cá đi cùng với nước canh đậm đà mà ăn kèm với bún thì ôi thôi, người bệnh tim đã ấm lòng chứ nào. Đại tiệc cá chim thơm ngon tròn vị đã sẵn sàng. Vậy đội nào sẽ được thưởng thức đây? Chờ xem, chờ xem. Kính thưa quý vị thân mến, khuyến cáo của các nhà dinh dưỡng, muốn tốt cho tim không nên ăn các loại chất béo. Tuy nhiên có hai loại: béo tốt và béo xấu. Béo tốt thì chúng ta dùng được, béo xấu thì không nên dùng. Trên bàn của hai đội chơi hiện tại có tất cả là 7 loại chất béo, trong đó bao nhiêu béo tốt và bao nhiêu béo xấu, các bạn phải tìm ra đội nào chính xác nhiều hơn bước vào đại tiệc. Vậy là anh là béo xấu hay béo tốt? Anh là béo duyên dáng dễ thương. Được không? Tất cả sẵn sàng, bắt đầu. Là làm từ đâu đúng không? Là gà xấu luôn. Cái này là gì đây? Gà heo à? Đây nè. Ở gà. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hết giờ. Không được chỉnh sửa. Hai đội đã có hai lựa chọn khác. Chúng ta hãy chờ xem đúng sai như thế nào. Nhóm 6 của đội Phương Trinh gồm có mỡ heo, mỡ gà và nước cốt dừa. Chúng ta xem mỡ gà. Mỡ gà nằm trong nhóm 6. Thấy chưa? Yeah. Hay quá. Nước cốt dừa. Cái này mới quan trọng nha. 6. Nước cốt dừa nằm trong nhóm 6. Yeah. Mỡ heo mỡ chắc heo. Chắn 6 rồi. Chắc là 6 rồi đó. 6 chắc. Này ai cũng biết đúng không? Ừ. 6. Trời coi nữa. Mỡ heo nằm trong nhóm 6. Đúng rồi. Yeah. Chúng ta chỉ xem cái này đúng hay sai. 6. Bao thành phần? Nằm trong nhóm 6. Oh. Chưa nãy mình đã định nói là bên kia có hai cái đúng. Như vậy là các bạn đúng được 3 tốt và 3 xấu. Thì đây, chúng ta không cần phải lật gì nhiều nữa. Nhóm 6 là nước cốt dừa và bơ. Như vậy các bạn chỉ đúng được 3. Bên đây 2. Các bạn thấp hơn người ta. Và để có kết quả ai đúng ai sai, sau đây là câu trả lời của bác sĩ. Chất béo á, thì thông thường người ta sẽ phân ra làm hai loại, là chất béo có nguồn gốc từ thực vật và chất béo có nguồn gốc từ động vật. Như vậy dầu thực vật nói chung, nhưng mà không tính nước cốt dừa, dầu cọ, dầu dừa ở trong đó, thì đây là những cái loại chất béo mà có chứa nhiều omega 6 tốt cho tim mạch. Và các loại bơ mà chúng ta hay sử dụng, hay ăn bánh mì thì chúng ta còn gọi là margarine, là một cái dạng chiết xuất mà người ta chế biến từ dầu thực vật. Do trong quá trình chế biến nó làm thay đổi cái cấu trúc của cái chất béo, cho nên là nó không có tốt cho cơ thể. Tiếp tục nữa, chúng ta nên biết là trái bơ người ta không xếp trái bơ vào nhóm trái cây, mà trái bơ được xếp như là một loại dòng về chất béo. Và cái lượng chất béo của bơ và cũng như các hàm lượng của các chất béo ở trong đó nó tương đương như là cái quả ô liu. Chúng ta có thể ăn bơ để tốt cho sức khỏe về tim mạch. Nói về mỡ thì trong tất cả các loại mỡ người ta thường hay không khuyên, nhưng mà riêng mỡ cá thì lại khuyên dùng. Tại vì trong mỡ cá nó chứa nhiều omega 3. Mỡ có nguồn gốc từ những cái động vật khác, ví dụ như là từ gà,
từ heo, từ bò. Đó là những cái loại chất béo không có được khuyên dùng. Bước vào đại tiệc, nói cho đội của Trình Thanh Bình. Bước vào. Em không thích ăn cá chim. Muốn ăn cá. Tụi tôi cũng không thích ăn cá chim. Đây là đại tiệc cá chim. Bây giờ trước khi mình dùng món đầu tiên là cái món cá mà sốt cam, áp chảo sốt cam, thì mình chuẩn bị trước cái này để lát mình ăn vừa tới là nó kịp, hiểu không? Okay, để mình không lỡ chuyến đò. Đây. Ủa anh là được ăn hết luôn hả? Thơm. Hay là chỉ mới ăn được một món thôi? Ăn hết, cá chua. Để em gắp cho mọi người nha. Dạ thôi, tụi anh có tay chân. Đây. Cá này chúng ta làm chín trước. Rồi chúng ta bây giờ mình sẽ để vô cho nóng. Trời ơi. Trời ơi, ngon quá. Trời ơi. Ngon không? Ngon 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 ngon. Có gì đâu. Mạnh mẽ lên nhìn vào. Cái số thịt của con cá nó săn lại. Chính còn con cá nó tập thể dục dữ lắm nè. Nó tập gym chung với em hả? Tập yoga giống em á. Đây. Con này thì mình làm nó điều dựng cho nó đẹp. Nhưng mà thật sự là phải cho nó nằm chút để nó nằm đều. Mày đưa đây né để cái mùi nó bay nó chịu không nổi. Không sao anh Trường Giang. Kể từ mùa trước em đã quen với cái màn hành hạ này rồi. Thích nhất là ăn cho cái bụng nha, nó béo. Cảm giác là sao nó quen quá chị. Rất là nhiều lần luôn á. Cá là có mỡ cá, mà mỡ cá là có omega 3 tốt đẹp khỏe, đẹp da nữa, đẹp da nữa, căng da. Bây giờ mình sẽ dùng cái món đầu tiên đi. Rồi kéo kéo này qua ha. Quá. Mình không cần kéo là mình bưng luôn cho mấy anh em mình thôi. Thôi bây giờ rau mình chưa dùng tới, mình để bên kia đi. Đúng rồi, lấy nước mắm qua nè để lát mình chấm cú bánh tráng đó. À, đó đúng rồi nè. Giống cái bông này mình không ăn nè, mình để bên kia đi nè, đó để cho nó chống. Mình dùng món đầu tiên. Dạ ok. À, cho một chén ớt để Trinh ăn cho tim Trinh đập nhanh. Đây là cá chim mình áp chảo mình sốt với lại chấm. Anh phải chấm cái này nè. Ông Hoàng ơi, cho con một cái đi ông Hoàng. Vậy nó sao? Thơm. Em bất chấp tất cả chị ạ. Chua chua. Chua chua hả? Ông Hoàng thật là ác nhân. Cá mềm, em ăn được chưa? Mời cá mềm. Thôi anh nói anh không thích ăn cá hả? Không, cá chiên thì ăn ngon mà. Ê, mà cái này á là rõ ràng là người ta chiên rất là hợp lý nè. Áp chảo. Vừa áp chảo vừa anh. Vàng tới. Anh ơi, cái này còn dư 2 miếng cho không? Dư 2 miếng cho không? Không. Không nhận. Không, chị không nhận, em nhận. Trời ơi. Em nhận luôn. Cặp đôi mặt dày. Áp chảo vừa đủ không? Nóng. Miếng ăn là miếng tồi tàn. Ăn thử cái thứ hai mình mới nói được cái vấn đề thứ hai đó. Thôi là ăn miếng là mình nói cái, hiểu không? Mấy đứa không hiểu, mấy nguyên lý đâu, mấy đứa không ăn sao hiểu được. Thịt cá tươi. Tươi lắm. Anh nhai vô cái xới của nó đó là nó rất là nó không có bị bở, em hiểu không? Nó rất là kết dính với nhau á, những cái xới thịt nó cực kỳ kết dính với nhau. Xới tươi. Xới thịt. Xới. Nè nhìn nè. Không, cái dính là cái bên chỗ này á là người ta áp chảo vừa đủ vàng tới, nhưng mà nếu mà cái này mà không đủ vàng á là không ngon. Sao mình thấy trắng trắng mà không vàng lắm? Không, đây nè, vàng. Cái đó là vàng. Vừa đủ vàng tới nó vừa giòn giòn, hiểu không? Cái lớp ngoài thì nó giòn, mà vô trong thì nó bằng thịt nó chắc, nó xới lại, mình nhai nó dai. Tức là người ta nói tiếng Mỹ là ở bên ngoài thì vàng đều chín mà ở trong là juicy. Mỏng nước đó. Này nó không chấm nước mắm không được. Ghê. Bảy nữa. Bây giờ mình thưởng thức món thứ hai. Cá hấp của bánh tráng. Đầu tiên mình lấy cái bánh tráng. Đó, mình sẽ dùng miếng. Ra phải dảnh giống vậy đúng không anh? Tay phải dảnh. Tay là phải sang chảnh vậy. Sợ lắm. Mình nhúng vô nước. Rồi mình quết. Đó, nó vệ sinh. Chứ đừng có nhúng nhúng, nó không có đẹp. Mấy người mà nhúng nhúng hay bị thua. Ủa nãy giờ con thấy con có nhúng nhúng gì đâu Hoàng.
hồi xưa mấy mùa trước nhúng đó, ta gấp đôi cái bánh tráng lại để nó ra lên đó, tay nó phải nhẹ nhàng thanh thoát nghe không, thôi đánh rớt cái đồ lẩu chút xíu rau nhỏ nhỏ không mầm rau mầm đó, mình lấy một miếng, mình lấy một miếng, cái này ta gọi là pile pile cá đó. Ôi, cá này tập gì mà đâu mà nó thịt nó cứng mà nó dai dữ vậy ta. Em hiểu đây đó, em phụ cho. Dễ giùm anh nè. Dễ giùm. Ai biểu ai mượn em ơi, tụi anh có tay có chân mà em. Thế anh vất vả. Ê, cái này mình phải nhúng vô cái nước đen đen của nó rồi đó, để cho nó thấm vị á. Nước sốt này là gọi là nãy giờ bị cái nồi này nó thẳng giống như nó sốt. Anh có hiểu rồi, các em không cần phải xoắn. Đây lấy cái nồi hơi sốt. Để cái phà vô mặt rồi đang cố chịu đựng nước chấm à. Đó trời ơi, tiếng Anh là gì anh? Diễn tả tiếng Anh. Wonderful. Oh yeah, chấm. Chưa tụi em được ăn chưa? Lát về ba tụi mình ăn gói cá bù đi. Thôi cái cá nó thơm. Em lấy bánh cho. Cái nước dạ. Cái nước hấp này nó nhẹ nhàng lắm. Nước mắm thì vừa phải. Mà cái loại rau á nó vai vô á, mình cắn mình nghe cái sự giòn của rau á, nó thú vị lắm. Những người nhìn thì không hiểu đâu. Em không thật còn em chắc đâu. Em là cho em cái micro đi, em đưa cho cái bụng em nó có thể hát được một bài. Nhất ăn cá là ăn cái bụng con cá nè. Beo lì á. Trời ơi, cái beo lì đó nó có cái mỡ omega 3 đó, ăn vô là mỡ tốt á, mỡ tốt. Mỡ tốt nó làm cho da mặt mình căng bóng nè, không có bị khô da nè. Là gọi là anti-age á. Là cái gì ta? Quên rồi. Kẻ thù của tuổi già. Anti-aging đó. Để qua đây chịu hết nổi rồi, nó cứ văng vô mũi hoài. À, anh xích qua đây là chỉ vì anh không chịu nổi mùi cá thôi. Ê, đúng không? Ừ, rồi. Gia đình rụt rạch. Và phải chấp nhận chứ em ơi, con cá nó hấp dẫn em chứ. Chứ sao em? Con đường ngắn nhất khi đến tình yêu là bao tử. Ủa? Có nghe câu đó không bé Trinh? Em yêu thực dụng vậy đó hả? Dạ. Em thì yêu anh bằng cả trái tim. Dù là không được ăn cá mà em vẫn yêu anh. Giờ em không ăn này thì tim em cũng không vấn đề gì. Mà anh lại buồn cái là tim đau liền. Vậy mình phải ráng ăn mấy thứ tốt cho tim nè. Không biết là yêu đương nó làm ảnh hưởng tình cảm không, chứ mà giờ tôi đang nói bụng mà bắt tôi nhìn miệng, giờ tôi đau tim lắm á. Đúng á. Thiệt. Nhìn nhau đi. Ừ đúng là thôi. Công việc cuộc sống là yêu đương cái gì? Đang góc ngồi nhìn nhau. Vì tình yêu chúng ta hãy vượt qua tất cả. Cái gì chua chua hoặc ngọt nó là phù hợp với cá hấp, không có mặn chút nào hết. Mặn đâu có tốt cho tim. Đúng, mặn không tốt cho tim. Trời, bác sĩ chỉ đạo làm món ăn mà sao mà không tốt được. Ai nấu mà vừa ăn dữ vậy ta, nước chấm xuất sắc luôn. Đầu bếp của Thiên Đường Ẩm Thực. Mình sẽ thử món tiếp theo. Đây gọi là món lẩu cá chim. Hot pot. Hot pot. Rồi, bây giờ cái lẩu mà cái tinh tế nhất của nó là gì? Là cái nước. Đây, múc miếng cá lên cho bà con thấy. Wow, tuyệt vời. Sau khi chúng ta ăn món khai vị nè, món chín nè, sau đó là ăn lẩu, nó chua chua, nó sẽ làm cho những cái mà nó ngán nó tan biến đi. Trời ơi, xuất sắc. Ông Hoàng ơi, để dành cái đầu cá cho ông ăn. Nước, nước thanh tao, cà chua rồi tiết thơm, thơm không quan tâm tới mình luôn, nó tiết ra nó ngọt ngào lắm. Ngọt ngào tốt cho tim hả? Tốt cho tim lắm. Nè, lấy miếng cá để coi cái thịt cá nó trắng như là trời ơi, xài kem trộn hả con, trắng dữ vậy. Bà con Ngọc Trinh nè, cái độ cá nó trắng là nó chứng tỏ độ tươi, cái màu trắng chứng tỏ độ tươi. Cá mềm thơm. Ngon. Quá tuyệt vời. Cố lên, 5 phút nữa. Nó nghe nè, mình ăn ít thôi, mình thì chừa bụng chút, mình game sau mình thắng mình ăn nữa nha. Đừng có ăn no quá. Đúng rồi. Rất là nhiều chất xơ, tốt cho tim.
không những ngon mà còn tốt cho tim nữa đó Trinh. Tim em tốt rồi chị, em đang hạnh phúc lắm chị. Ăn lẩu á nó tạo cho chúng ta cơ hội là ăn nhiều rau. Đúng rồi. Thì ăn nhiều rau á thì nó sẽ tốt cho tim mạch. Kiệt tác. Kiệt tác, trời ơi cái lẩu mà làm như là thịt vị chua chua. Nhưng mà cũng có những người đó là không ăn được thôi mà kệ đi. À, bỏ qua cái vấn đề đó. Quay trở lại với cái lẩu. Trời ơi, sau khi mình ăn cái lẩu xong mình hít một cái bao nhiêu ngén nó tan biến. Em ăn lẩu cá chiên lần nào chưa? Chưa. Em để ý thấy đi ăn với những người như chị Phương Trinh Jolie thì rất là lợi. Bởi vì chị ăn một miếng chị nói cả bài, còn mình ăn lúc đó mình ăn hết trơn. Không, lẩu cá chiên này ngon. Hai người này rất thông minh. Đây, những con của chị là hai anh chị này ăn hết rồi. Không phải, đối với chị á, thức ăn là phù du, tại vì chị đang ăn kiêng mà. Ông Hoàng thấy chưa? Cái người mà thắng lại nói là thức ăn là phù du. Không sao em. Có cái phần thưởng của mình này không có mặt. Không trân trọng nó. Thắng làm vua. Thua nhìn miệng. Ai kêu hai đứa lo yêu đương quá không chịu lo thì nghiên cứu sức khỏe. Chẳng lẽ em là cái người có tội nhất trong đây á. Người ta sắp lấy chồng mà người ta phải lo người ta đi tìm hiểu nấu đồ ăn đúng sao cho tốt sức khỏe cho dancer cho không bị cho tốt cho tim cho nhảy không bị đau chân không đau khớp. Hồi đây em đâm bóp cho ông Hoàng cho em ăn cái miếng cá. Thôi không được đâu. Không nhưng con cá này giờ bắt đầu ngon nè. Vì sao? Cái nước bây giờ nó thấm vô á. Qua lại, qua lại. Giờ mà ăn với cơm á anh, cơm gạo lứt á. Nè. Ăn này là no luôn rồi, tí nữa là mình thắng mấy vòng sau nữa thì có làm sao đây ta. Trừ bụng lại đi, mình còn thắng hai vòng nữa. Trời ơi, khét cho. Không có khét là mấy đứa ơi. Có người khét rồi. Mấy đứa đang tạo ra dư luận xấu là khét rồi để tụi anh không ăn nữa, để đang mấy đứa vừa cắt chấm lại mấy đứa ngồi không, ăn cái gì không. Trời ơi nhưng mà khét thiệt. Các đứa này nhớ có một máy behind the scene chuyên quay những cảnh ăn lén lút để đăng lên trên Facebook, đăng trên trên YouTube để hàng triệu khán giả hâm mộ Việt Nam biết mấy đứa. Vòng đầu tiên nhẹ nhàng đơn giản, ba món cá làm rất thanh tao, giúp tốt sức khỏe đặc biệt là tim mạch. Vòng hai sẽ là nguyên liệu gì đây và tốt như thế nào, chúng ta hãy cùng chờ xem. Chất nhớt trong một số loại thực phẩm như là rau dền, mồng tơi, mướp, đậu bắp v.v. thực chất là một cái loại là chất xơ dạng hòa tan. Trong đường ruột thì chất xơ dạng hòa tan không được tiêu hóa cho nên chúng không được hấp thu vào trong máu. Vai trò của chúng trong đường ruột là những cái chất kết dính, chúng bám dính những cái phân tử chất béo có hại như là cholesterol, axit béo bão hòa và thải ra ngoài theo phân, làm hạn chế sự hấp thu của những cái chất béo có hại này vào trong máu. Chế độ ăn mà giàu chất xơ hòa tan á, thì nó sẽ làm cải thiện cái tình trạng là mỡ máu, do vậy chúng sẽ giúp cải thiện tình trạng sức khỏe tim mạch. Chất xơ tan tốt cho người bệnh tim mạch là thế, lại hiện diện trong những nguyên liệu dân dã quen thuộc. Hãy xem Thiên Đường Ẩm Thực đem đến cho bạn món ăn gì nào. Trước hết phải cắt mướp hương thành những miếng nhỏ vừa vặn như thế này, sau đó cắt muối hành tây, hành tím rồi cắt khúc hành lá. Chà, miếng phi lê cá lóc hấp dẫn chứ kìa. Bạn cũng lạng cá giống như đầu bếp làm nhé. Ướp cá với hành tỏi băm, hạt nêm, nước mắm, tiêu, dầu ăn, rồi đảo nhẹ cho hòa quyện. Cho dầu ăn vào chảo rồi phi thơm hành tây và hành tím đi nào. Còn chờ gì mà không cho cá lóc vào chứ. Bạn nhớ đảo nhẹ thôi để cá săn lại nghe. Nhanh nhanh cho mướp hương vào thôi. Một chút nước dùng sẽ làm cho mướp màu chín đó. Đừng quên đem lại cho vừa ăn nhé. Khi cá và mướp vừa chín tới thì cho hành lá vào. Rắc thêm tí tiêu cho thơm nữa là hoàn tất. Món mướp hương xào phi lê cá gần gũi là thế mà lại dinh dưỡng biết bao. Cái ngọt thịt của cá lóc mà đi kèm với hương thơm nhẹ nhàng của mướp hương nữa thì ôi thôi. Rồi cá là một chén cơm chưa bao giờ là đủ khi dùng món này. Thêm một món ngon hấp dẫn từ cá lóc đây. Đơn giản lắm các bạn ơi, bắt tay vào làm ngay thôi. Cắt nhuyễn hành và ngò. Gạo thì đem rang chừng vài phút, đến khi dậy mùi thơm là đổ nước vào nấu cháo được rồi. Ướp cá với hành tím băm, hành lá, một ít hạt nêm, nước mắm, tiêu.
Đầu bếp bật mí rằng ướp trước như vậy cá sẽ thơm ngon hơn và còn giảm được mùi tanh nữa đó. Cháo đạt đủ độ nhừ thì cho cá vào. Nhớ là không cần phải nêm thêm gia vị nữa nhé. Cá chín rồi nè. Nhanh tay cho mồng tơi vào rồi đến hành. Ngò. Hành cắt khúc. Như vậy là đã có ngay một tô cháo cá lóc mồng tơi ngon tuyệt hảo rồi đó. Mồng tơi thơm ngọt hòa quyện với hương vị cá lóc đặc trưng và mùi thơm nồng của các loại gia vị. Ăn một muỗng là cảm thấy ấm bụng liền. Một món ăn tốt cho sức khỏe như thế này thì làm sao bỏ qua được cơ chứ. Với những ai mê lẩu thì món lẩu cua đồng đúng là đỉnh của đỉnh. Wow, nhìn thịt cua xay hấp dẫn chưa kìa. Cho ít nước vào rồi lượt qua rây để bỏ xác. Đánh tan lòng trắng trứng, cho vào nước cua rồi khuấy đều, khuấy đều. Bây giờ thì băm nhuyễn tôm, sau đó thêm hành tỏi băm, hạt nêm, tiêu, trộn đều rồi cho vào cua. Dùng muỗng tán nhẹ như thế này cho tất cả hòa quyện nhé. Nổi lửa lên và nấu nước dùng cho sôi nào. Thả phần thịt cua vào nấu. Chờ cho nổi lên là có ngay phần riêu cua thơm ngon đúng điệu. Cuối cùng, nêm lại cho vừa ăn là phần nước lẩu đã hoàn thành rồi. Khi ăn chỉ cần thả mồng tơi, rau đây, mướp vào là thơm lành cả đào. Chan nước lẩu vào bún, cảm nhận vị ngọt tự nhiên của riêu cua, vị thanh nhẹ của nước dùng, vị mạt mát của các loại rau. Tất cả hòa quyện tạo nên một món ăn tinh tế đến thần kỳ. Bàn tiệc rau đây, mồng tơi, mướp đã sẵn sàng. Nhưng ai sẽ là người được ăn? Câu trả lời sẽ có sau trò chơi của vòng này. Cùng chờ đợi nào. Như tất cả chúng ta đều biết, trong cuộc sống, tập luyện thể dục thể thao lúc nào cũng tốt cho cơ thể. Và tập luyện thể dục thể thao để phòng ngừa các bệnh về tim mạch. Và dĩ nhiên chúng ta tập để phòng ngừa về tim mạch là phải có ý kiến bác sĩ. Mỗi người có một cường độ tập khác nhau và những bài tập khác nhau, chứ không phải ai cũng vô hì hục. Nhiều khi bệnh tim không biết tập bậy, tim đập không nổi. Xỉu. À đó. Trò chơi sau đây là một trò chơi vận động nhẹ nhàng. Trò chơi có tên là đo chấn động của độ Richter. Lạ quá vậy. Đây là cái máy đo độ rung. Chúng ta sẽ để trên cơ thể bất cứ nơi đâu mình, bất cứ vị trí nào mình chọn. Và sau đó âm nhạc vang lên, hai đội lần lượt từng người bắt đầu rung. Đội nào có độ rung nhiều hơn đội đó chiến thắng, bước vào đại tiệc. Rất đơn giản. Bây giờ hai người nào rung trước? Trinh. Trinh rung trước. Mời Trinh bước lên. Trinh này cũng rung luôn. Mời Trinh bước lên. Cả hai đều là diễn viên và ca sĩ nên độ rung rất tốt. Em chọn đeo cái này vào đâu? Vào mông. Em chọn đeo vào vòng ba. Đúng. Cảm ơn em. Nếu mà em nắm ở đây được không? Được hết á. Dạ. Vậy em nắm vô bàn tay. Em để trong lòng bàn tay. Dạ, để trong lòng bàn tay. Ok. Bây giờ chúng ta bắt đầu đo độ Richter rung. Mỗi người sẽ có một phút âm nhạc. Bắt đầu. Rung ít thôi, rung nhỏ tay thôi. Nhỏ tay thôi. Lại, nhỏ tay bị reset. Tại sao em đụng nút này chia reset? Nó là bị rớt anh. Rớt là thua, nãy đã giao luật trước rồi. 227 độ rung, ghê không? 227. Nhưng mà sao mới có một vòng đầu, một người thôi mà. Giờ cặp tiếp theo. Hai người đàn ông. Rồi. Cái này nguy hiểm quá, rớt bị thua liền luôn. Bây giờ đang chọn đeo vào đâu? Tay luôn. Lòng bàn tay, dày đúng không? Rồi, em. Tôi chọn ngón tay thôi. À. Xin mời đeo cho Trịnh Văn Bình và Quang Đăng. Reset. 3, 2, 1, go! Rất là thua.
dừng lại. Đã giao luật từ đầu, rớt thua, tức là tỷ số 1-1. Rồi bây giờ người cuối cùng, em chọn gắn vào đâu? Giống vậy luôn. Giống Quang Đăng hả? Cầm trong lòng bàn tay đúng không? Xin mời cầm. Đây chọn đâu? Cầm luôn ha, cầm luôn. Cầm như cái ống cầm đồ ăn vậy đó, không được buông ra. Rồi, tất cả chuẩn bị. Đây là cơ hội cuối cùng để đội Quang Đăng bước vào đại tiệc. 3, 2, 1, vô. Mỏi tay rồi. Dừng lại. Đây 2-1. Trời ơi, ở đây lắc cho cô có 7-3. Đội bước vào đại tiệc không ai khác chính là đội của Quang Đăng, xin chúc mừng. Lắc quá, lắc được 7-3 vậy. Xin mời bước vào đại tiệc. Bây giờ để chuẩn bị sẵn sàng cho cái sự ăn uống, mình bắt đầu bỏ cá vào trong cháo. Cá này là cá gì à? À lóc. Em ở trên núi xuống à? Dạ. Trên núi mới không có cá lóc. Có chứ sao. Tụi á, bây giờ chúng ta thưởng thức món cá lóc áp chảo với lại nước. Thấy không hấp dẫn rồi đó. Sao hấp dẫn, trời ơi. Cho em hỏi là tại sao anh Trịnh Hân Bình cầm đũa lên để làm gì? Anh cầm để anh kê miệng lại. Ngon, cá lóc là có vị ngọt, mướp này sợ người tới mà đặc biệt mướp rồi. Khuyến cáo là khi chào là đừng có bỏ vỏ. Mời. Chảy hết nước miếng rồi. Ôi, đúng rồi, những người mà bị đói bụng nhiều đó là rất là đờ đó. Thích ăn. Càng đói nhiều ăn càng ngon, đúng không? Em phải chừa cái dòng đầu cho nó thua để dòng này ăn cho nó thiệt là ngon. Người ta nói là về no rồi nhịn gì cũng không thèm hết. Ơi, em xin được mời ông Hoàng, ăn cả các anh chị, mời khán giả. Anh Nhi cưng, ăn cho mập. Mời ba anh chị. Mời ba anh chị nha, mời anh, mời chị nha. Ngon. Ăn ớt tốt từ mặt. Ăn ớt nè. Rồi cái mướp với lại cá nó dồi lại với nhau. Đăng không phải là một người thích ăn cá, nhưng mà ăn cái con cá sao ngon quá vậy? Không hiểu. Em nói đó, nói ăn cái gì cũng ngon hết em. Không. Tại vì cái cách chế biến ngon quá. Thường em là một người rất là thích ăn mà không có quá mặn, không quá ngọt, nó lạc lạc, nhưng mà cái lạc này nó rất là đậm đà. Giang thấy sao Giang? Ăn không là anh hiểu rồi. Không hiểu em phải nói là ta ghi hình em. Anh nhìn mà mắt em mà anh có thể nói được giùm em luôn á. Thôi để anh nói giùm cho. Để anh nói giùm cho. Để em nói. Cái món này đó em thấy không có cần sốt. Tại vì là thường em nghĩ là sốt là trình hình người ta đã át đi những cái hương vị khi mà cái món nó không có tươi hay là nó cái gì đấy. Nhưng mà cái này nó ngọt từ cái thịt, cái cá luôn. Cá này không có ngọt. Ngọt sao không ngọt? Trời ơi, anh không ăn. Thử đi, anh không thử đi. Không cho ăn. Không, tại vì không ăn được em mới thách, anh ăn thử đi. Bây giờ mình ăn cái món này là gọi là lẩu cua đồng. Ăn với mướp, mồng tơi và rau đay. Không thích cua đồng lắm. Vừa thích đâu được. Đầu bếp tiết lộ là chúng ta nên bỏ một chút ớt và một chút tắc vào trong cái lẩu. Anh em thấy như cái bữa ăn kỳ này là rất là đậm đặc chất Nam Bộ ha. Cá lóc rồi cua đồng. Cái tắc bự với sợ dắt vô. Trời ơi. Cái tay kìa. Chúng ta đợi trong vòng 1 phút nữa. Thì trong thời gian này thì mình bàn về vấn đề dancing. Đó. Giờ này có nhảy nhót gì không em?
Dạ em vẫn nhảy với nhót anh. Vận động nhiều tốt về tim mạch, nhưng mà bác sĩ đã có khuyên em là nên nhảy nhiều, nhảy vừa hay là nhảy vậy là đủ rồi? Mình nhảy mà khi mà mình không biết phân bố ra, đừng có làm quá sức. Vì cũng vậy, quá sức nó sẽ không tốt cho tim. Đúng rồi. Thì bây giờ nó chuẩn bị bắt đầu sôi, mùi bắt đầu bay. Thì cái mùi của đồng thì em biết được chứ. Của đồng sống ở đâu nè? Ở dưới biển. Ồ dữ lắm. Của đồng sống đâu? Ở dưới biển. Vậy của biển sống ở sống ở đâu nè? Trên núi. Ở trên núi. Trời, nhỏ đừng cái hỏi gì cũng trả lời. Dễ thương dễ nè. Ê. 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 Sôi rồi. Rồi, bây giờ mình cho rau vào đi Đăng ơi. Giúp anh. Ừ. Sẵn sàng. Ít em, mình không phải heo mà em đổ nguyên cơm. Vậy nó lẹ Đăng. Rồi, được rồi em. Ừ, mình còn ăn nhiều món khác nữa. Bây giờ mình sẽ múc một miếng nước, một miếng mướp, một miếng rau và một ít riêu. Đây mới là thanh tao. Ừ. Thơm. Nó hợp lắm, cái mùi này nó hợp lắm. Thơm, vừa nghe mùi đồng vừa nghe mùi dương. Cái vị ngái ngái của cua á. Đâu rồi, em thử em mới tin. Mà nói ai biết đâu. Và cái mùi rau á, nó thơm, cái mùi mướp thơm và đặc biệt cái nước ngọt vô cùng. Mời dùng. Em không tin đâu nè. Rồi đây, đây đang phục vụ. Quá ngọt luôn. Đâu em coi coi. Ăn xạo, không ngon đâu. Chắc là ngon không? Are you sure? Anh nhớ múc một cái quái quá. Ngon thiệt, ngon. Thôi thì để con ngủ đi rồi, ăn xong rồi chưa dậy. Ngon thiệt, nó ngon. Có cái sự trong vắt. Tinh tế đúng không? Tinh khiết anh. Tinh khiết hả? Một đóa hoa sáng sớm tinh mơ. Trời ơi. Em phân tích anh thấy sao? Ủa sao nó giống Discovery quá vậy? Nhìn khám phá thế giới động vật vậy. Thôi em tưởng tượng cái giọt xương nó rớt lên cái cánh hoa nó trong vắt như cái nước lẩu này nè. Bớt xạo lại em. Lẩu này là mình ăn với bún hả anh? Ừ. Cảm ơn. Không, để em bóc miếng rồi. Rồi em lấy bên này. Cái này nhìn hạnh phúc quá ha. Tình như sao, nhẹ như mây. Tình là tia nắng xuân chưa tràn, gần bên nhau quên thế gian. Trời ơi, hay gốm. Vì tình yêu chúng ta hay vượt qua tất cả. Em thì yêu anh bằng cả trái tim, dù là không được ăn cá hay những yêu anh. Để coi được bao lâu. Để coi được bao lâu. Trời ơi, phải nói là siêu phẩm. Kiệt tác phải không? Nãy cua chị kiệt tác. Đây là siêu phẩm. Sao vậy? Cảm giác mình đang ăn cua thiệt vậy đó. Ủa như biết cua giả. Cái thịt cua bình thường á. Ăn một cái thịt cua bình thường luôn. Dũng hơi khó hiểu một xíu. Em nên ăn đi. Em đang làm đúng nghề. Nhảy. Bởi vì em không có nói chuyện. Em không biết là giải thích làm sao á. Nè, nghe con gái tao nói chuyện này. Giang nói chuyện coi. Thường mình ra ngoài á là cái cua này em nghĩ là ăn nó sẽ có thêm, nó pha thêm bột hoặc là trứng á để nó dính với nhau. Thì cái đó ăn cái mùi trứng nó hay bị át cái mùi cua, nhưng mà cái này thật sự là cua nguyên chất luôn, mình ăn mình cảm nhận đúng cái mùi cua. Vì sao? Cái riêu cua ở ngoài á nó bị sát á, mình ăn bị sát sát á. Còn cái này á là nó lọc quá kỹ. Nó mịn quá trời luôn. Và mịn màng. Và lần này là nguyên chất mà. Thì nguyên chất lúc nào nó cũng tốt. Nó mịn cho nên em muốn đắp mặt nạ luôn. Mặt nạ cua hả? Ngộ quá. Công nhận chị nãy ra nhiều cái sáng kiến hay vậy. Tào lao chứ hay gì. Nó ngộ thôi. Em thấy á, nó mịn mà nó giống như là khi mà em ăn phở nó có cái chén nước tiết á. À. Mịn như vậy. Chứ anh nãy giờ anh tưởng ăn bánh lăng không. Rồi cái này phải dời hết cái cua này mới. Sao đợt này mình thấy là mọi người dòng 2 này mọi người được ăn lâu hơn là dòng 1 vậy? Ngon hơn. Ok vậy. Bây giờ cháo quá nóng rồi. Cháo là cháy một cháo cá lóc mồng tơi. Đây này, lấy mồng tơi cho. Mồng tơi là một rau rất là tốt. Rất là nhuận trường luôn. Cho nên mồng tơi bỏ vô. Đó. Đó, bây giờ vậy nè.
Trịnh Thân Bình, em ngồi em cứ ăn, không ăn, ăn, không ăn. À, vậy là anh thành công rồi đó. Và nhớ là cái những cái rau này, những rau chất xơ hòa tan, thì khi mình ăn vào trong đường ruột và bao tử á, sẽ nó cuốn theo cholesterol và đi ra ngoài. Anh Hình thường anh không ăn nhiều mấy món này đúng không? Không ăn nhiều, anh ăn là phải ăn rau lắm. Dạ, anh vẫn mập. Hả? Cơ địa. Không, nó cuốn không hết. Nó cuốn không hết, nó chưa mở lại. À. Một chảo. Đây, có cá. Rất thơm luôn á, thiệt nghiêm túc luôn, là cái mồng tơi bỏ vô cái cháo rất thơm luôn. Cảm nhận đầu tiên về món ăn là phải thơm. Ừ. Cháo mà thơm gì? Cháo thơm mùi gạo. Em là người phụ nữ tuyệt vời nhất Việt Nam thiệt. Cháo thơm mùi gạo. Chứ chẳng lại cháo thơm mùi khác, trời ơi. Đúng không? Chứ cháo làm sao mà thơm mùi mùi ấy anh? Trời ơi. Thịt nó mềm. Nước ngọt mà cái ngọt thanh á, mà ngọt thiên nhiên á, và cái mồng tơi này ngon quá. Ngọt mùi cá nấu lên. Đúng rồi. Ủa sao bên đội được cái ăn dữ thế? Nhóm thì ăn cái gì mà lâu ơi là lâu à. Thầy thấy tập đội người ta lịch sự không? Người ta ăn chậm thôi. Ê, bên này người ta ăn nhanh, cho đội kia người đỡ phải thèm. Tội nghiệp quay phim đứng uống nước miếng ực ực. Thôi cái nó có một cái mùi rất là tinh tế, em phải dùng từ tinh tế luôn. Mùi gạo đó. Không phải chị. Khi mà mình nhúng nó phải có một cái lý do nào đó mới nhúng cái rau mồng tơi đó vô. Mùi mồng tơi. Không, chị vô cháo một cái là nó sẽ ra một cái mùi rất tinh tế. Khi ăn vô nó sẽ hòa quyện ở trong miệng để mà có cảm giác lâng lâng như trên thiên đàng. Thiên đường ẩm thực. Tôi là ông Hoàng Hạnh Phúc. Còn Giang thấy sao? Ngon. Người ta làm nghề viết, người ta không thích nói. Trời ơi. Bạn đầu tiên em ăn một cái tô cháo ngon vậy luôn á. Đó giờ chỉ có bệnh mới ăn cháo thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Nghệ sĩ người ta ngại ăn cháo lắm. Suốt ngày bắt thích cháo là kỳ lắm. Ăn cháo xong là muốn bệnh, nhưng mà bệnh cái kiểu mà bệnh thèm á. À, hết giờ. Em ơi dọn tiệc. Mấy anh chị ăn xong rồi. Chúng ta là thưởng thức mấy món rất là ngon. Còn nguyên liệu ở vòng thứ ba cũng là một trong những nguyên liệu rất tốt cho sức khỏe. Và đó là nguyên liệu gì? Là món gì? Đội nào bước vào đại tiệc? Yeah. Hãy chờ xem. Các loại đậu hạt là những thực phẩm giàu protein. Trung bình 100g đậu hòa lan cung cấp khoảng 20g chất đạm, tương đương với hàm lượng chất đạm trong 100g thịt bò. Giàu đạm lại không chứa chất béo xấu cho sức khỏe tim mạch như axit béo no và cholesterol. Do vậy, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo rằng bạn nên thay thế một phần đạm động vật như thịt, cá, trứng bằng đạm thực vật như các loại đậu hạt để có một trái tim khỏe mạnh. Nhìn xem, những hạt đậu mơn mởn và rau củ tươi xanh như thế này thì chắc chắn sẽ có món ăn ngon. Đầu tiên, cắt phi lê cá chẽm thành miếng vừa ăn. Hãy khứa mặt cá để dễ thấm gia vị nhé. Chỉ cần ướp chút xíu muối và tiêu là đủ ngon lành cành đào rồi. À, áo bột chiên giòn bên ngoài như thế này sẽ giúp cho cá giữ được độ ẩm đó. Bây giờ thì cắt nhỏ rau củ tí hon rồi cho đậu hòa lan vào nước chín. Nhớ vớt nhanh ra cho vào nước đá nhé. Rau củ cũng chần sơ như vậy luôn. Cùng đem cá đi áp chảo nào. Ôi chào ơi, màu vàng trong bữa hấp dẫn làm sao. Bí quyết đây, thêm một ít nước cốt chanh sẽ giúp cho món cá dậy mùi hơn đó. Bây giờ thì cho rau củ tí hon vào xào với ít gia vị cho vừa miệng nhé. Tiếp theo cho đậu hòa lan vào cuối, xay thật đều rồi lướt qua rây cho thật mịn nào. Ta-da! Giờ thì món cá chẽm đậu hòa lan liền đã sẵn sàng. Miếng cá mềm thơm, đậu hòa lan bèo béo, rau củ giòn ngọt. Một món thơm lành mà còn lại bổ dưỡng, quá tuyệt vời. Hãy bắt tay nhanh vào thực hiện món kho đưa cơm đầy bổ dưỡng cùng Thiên Đường Ẩm Thực nhé.
Trước hết phải cắt khúc cà tím như thế này. Đậu hũ non thì cắt khối thành miếng vừa ăn. Tiếp theo cắt khúc đậu rồng. Cải thìa, bắp non là hoàn tất phần chuẩn bị. Cùng bắt tay vào làm nước sốt nào. Cho đường thốt nốt, sốt cà chua, tương đen, tương ớt, nước tương, giấm, nước luộc rau củ vào tô. Nhớ quậy thật đều cho hòa quyện. Giờ thì áo cà tím với một lớp bột chiên giòn thật mỏng. Đem áp chảo cà tím cho vàng mặt. Thêm tỏi băm, ớt băm phi thật thơm. Cho nước sốt vào kho. Đã đến lúc đậu hũ non tỏa sáng rồi đây. Thêm một chút tiêu rồi rưới đều nước sốt lên mặt là đủ hấp dẫn rồi đấy. Bây giờ thì hoàn chỉnh món ăn bằng ít hạt me, ớt sợi và hành ngò. Thơm thơm ngon ngon rồi nè. Món cà tím đậu hũ kho tộ đơn giản là thế. Mà ăn kèm với rau củ luộc xanh non nóng hổi như thế này. Thêm cái ngọt lành của cơm gạo lứt nữa thì ôi thôi, ai mà nỡ chối từ. Cùng hoàn tất thực đơn các món đậu bổ dưỡng bằng một món canh thanh mát nhé. Hãy cùng đầu bếp cắt đậu hũ non thành những khối vuông nhỏ nhắn nào. Bạn nhớ chọn những miếng sườn nạc như thế này. Đừng quên lạng hết mỡ để loại bỏ cholesterol nhé. Tiếp theo cắt đôi nấm đông cô tươi. Cắt khúc nấm tiên thành miếng vừa ăn. Xé nấm bào ngư nhỏ ra. Giờ thì cho chút nước vào ngâm rong biển cho mềm nào. Cho chút muối vào nồi nước sôi, thêm vài lát gừng, củ hành tím rồi cho sườn nạc vào trụng sơ để loại bỏ chất dơ. Vớt thịt ra nhanh, cho vào nước đá để giữ thịt được trắng nhé. Bây giờ thì cho sườn vào hầm với nấm đông cô tươi thôi. Lưu ý quan trọng đây, khi sườn mềm thì bạn nhớ cho nước dùng ra tô, đem để tủ đông để có ván mỡ nổi lên trên. Dùng muỗng vớt hết lớp ván mỡ này là có ngay nước canh vừa trong vừa lành cho người bệnh tim nhé. Cho nước dùng lại vào nồi với sườn và nấm đông cô. Nêm nếm vừa ăn rồi thêm đậu hũ non. Các loại nấm, rong biển là món canh đã sẵn sàng rồi đây. Thêm một chút tiêu nữa là thơm lừng căn bếp luôn. Trời mùa hè nóng nực mà được húp tô canh sườn rong biển thanh mát thế kia thì còn gì bằng. Đã vậy còn vô cùng bổ dưỡng nữa thì ai mà không thích. Ban tiệc đậu hạt đã sẵn sàng, nhưng chỉ có một đội chơi được thưởng thức thôi. Chờ xem, chờ xem. Bây giờ sẽ là trò chơi kết hợp với sự thông minh, sự nhanh nhạy, trí nhớ và có một chút lắc léo thì mới chiến thắng được. Trò chơi này có tên là đếm đậu và đoán chữ. Sẽ có một người ngồi đếm đậu liên tục không được dừng lại. Sẽ có một người cầm bảng có những thông tin. Người thứ ba nhìn vào chữ, giải thích cho người đếm đậu biết chữ đó là chữ gì. Người này hô được chữ đó lên là chiến thắng. Vậy thôi. Mỗi tấm bảng sẽ mang về 2 điểm thưởng. Và nếu nhớ đúng đậu sau khi được ban tổ chức kiểm tra lại, được 5 điểm thưởng. Bây giờ đội nào thi trước? Không đội nào muốn thi trước. Rồi Thái Trinh ra đây. Giải thích cho người đếm đậu. Người cầm bảng. Jolie ra đây. Rồi, đội nào thắng thì đi sao? Quảng Tù Xì. Đội thắng thi trước. Thắng thi đi, để mình coi mà. Ủa anh phải giao trước chứ. Không, giao không là quyền của anh tổ chức. Rồi, 3 phút chuẩn bị. Và 3 phút, xin mời. Trái tim. Trái tim không ngủ yên. Trái tim nè, nó tuân theo. Và cái miệng nó cũng tuân theo. Cái trái tim tuân theo, cái miệng cũng tuân theo, có nghĩa là không biết gì hết á. Trái tim tiếng Hán. Hết sao anh chưa hết giờ mà vậy? Qua đi. Rồi cộng thêm máu, mạch máu. Một loại bệnh. Đây là một loại bệnh lao dễ trời. Trời ơi, cộng thêm mạch máu hả, là đau bao tử. Ba chữ cộng thêm, cộng cái chữ gì bằng chữ cộng? Máu trong não. Khó quá, qua lát quay lại. Tăng huyết áp. Rồi xong, tăng huyết áp xong. Đếm đậu Trinh ơi, Trinh phải đếm Trinh ơi. Trinh đếm là lát không tính đậu đâu đó. Rồi fast food. Thức ăn nhanh. Rồi đây là một loại rau có hai chữ. Em bị dừng lại đó, em bị dừng lại lát anh không tính. Một loại rau có hai chữ. Một cái là một cái còn một cái rau, loại rau có hai chữ. Một loại rau có hai chữ. Một loại rau có hai chữ. Rau. Rau muống. Đó em dừng lại nha. Rau muống, rau cần.
không có bỏ chữ rau, bỏ chữ rau đi, cái tên thôi. Mồng tơi. Rồi xong. Rồi, anh làm lại cái này. Lòng ngực. Không. Trái tim tiếng Hán là gì? Tim. Biết tiếng Anh thôi, không biết tiếng Hán. Tim tiếng Hán là gì? Cái giữ gì mà tiếng Hán huyết. Là tim? Không. Huyết, huyết, huyết. Quyết, quyết, quyết. 9 Trời ơi. 8 7 6 Em có đặt tên một người là gì? 4 chữ rồi, có một câu hành ngữ 4 chữ. 2 1 Hết giờ. Một tấm bảng chỉ có một câu trả lời thôi. Dán kìa. Này giờ cho Trinh biết kìa. Nhân coi nhân kìa. Trời ơi, cái câu đó với ca sĩ Mỹ gì? Mỹ gì? Với việc đoán trúng được 4 tấm bảng mang về 8 điểm thưởng. Và bây giờ hãy cho biết đã đếm được bao nhiêu hạt đậu? 55 hạt đậu. 55 hạt đậu, 5 điểm nữa. 13 điểm, xin chúc mừng. Và bây giờ, ai là người đếm? Trinh là em người đếm. Ai là người đoán? Đây là người đoán. Đúng, chính xác. Ai là người giải thích? Thông minh. Rồi, và sau đây là bài hút dành cho bạn. Bắt đầu. Trời, cái gì mà nãy mình ăn cái mấy cái đó để cho nó giảm cái đó đó. Cholesterol. Đúng rồi. Mày quá vậy ta. Trời ơi, cái này á là cái miệng á thì nói là tốt nhưng mà trong cái lòng mình không có được tốt á. Miệng thì nói là từ tốt mà trong lòng không được tốt. Khẩu xà tâm Phật. Nói lại, ngược lại, ngược lại, ngược lại. Khẩu Phật tâm xà. Đây, dính chữ khẩu. Bỏ, bỏ. Rồi, rồi, cái nãy là gì? Cái nãy mình cá ăn với cái gì á? Cá ăn với cái gì á? Bánh tráng. Không, không. Cái món mà cá mà mình không được ăn đó, ăn với cái gì đó? Cá chiên áp chảo. Không, áp chảo chung với cái gì? Mướp. Đúng. Rồi, mình mỗi lần mà mình muốn đo này nè, mình phải đeo dùng cái gì? Đo tim. Không, cái chữ gì đâu, chữ gì mà có cái đó mới mới đo 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 đèn ở đâu? Có cái đó mới có đèn. Dùng cái năng lượng gì mới có đèn này nọ được. Máy đo điện tim. Không. Có cái gì rồi, đâu. Rồi, cái chữ đầu tiên. Không, không có chữ đầu tiên nào trơn á. Cái chữ đầu tiên. Điện từ. Điện tim. Chữ gì hồi nãy bên đây không đoán được nè. Điện tâm. Rồi cái gần lại, cái này lại, cái lại. Hai chữ, ba chữ lận. Chữ còn cuối cùng. Điện tâm. 12 13 từ. Có điện tâm từ nữa hả? Điện tâm 20. Qua đi, qua đi, qua đi, qua đi. À cái này là gì, cái này là gì? Này là gì? Áo. Không, nhưng mà còn là gì? Gọi là gì nữa? Gọi là gì nữa? Điện. Cục trang. Bỏ qua. Trời ơi. Rồi. Nè, nè. Lòng, lòng. Lòng. Trời ơi. Giúp. Không. Một cái này, một cái này. Cái này là gì? Cái này là gì? Hai chữ. Trái tim. Một trái tim, một tấm lòng. Một trái tim, một. Bự hơn, lớn hơn. Thế giới. Không. Chú nhỏ lại chút xíu. Cái banh, cái banh. Dưới quê gọi là gì? Dưới quê gọi là gì? Dưới quê, dưới quê. Con dơ mà, con dơ mà. Quay lại cái chữ mà. Đây, đó. Rồi đó, đây. Nè, giữ lại nha. Cắm, cắm vô gì, cắm gì? Điện. Tim. Không phải tấm lòng. Này bên này nè, bên này nãy không được nè, bên này. Điện tâm. Rồi. Trời ơi, bó đèn. Người ta gọi mặt gì, mặt gì, mặt gì? Đồ. Trời ơi, dừng lại, khỏi cần đếm nữa. Đúng ba chữ, bây giờ có đúng cái kia cũng thua người ta. Đúng không? 10 triệu đồng cũng như bước vào đại điện, đã thuộc về đời của Thái Trinh, xin chúc mừng. Dễ ạt, nó cũng ra. Và đến đây ngày hôm nay, những đầu bếp thượng hạng xuất hiện làm món ăn 3 phút ngay tại đây cho mình ăn luôn. Một cánh tay cho đầu bếp, cảm thấy lòng. Đó, đẹp trai lắm. Trời ơi, hay nhảy vợ nữa, con nhà giàu nữa. Chào ông Quang. Dạ. Hai đời chơi. Em gặp anh rồi. Chúng ta gặp nhau mùa trước đúng không? Dạ đúng rồi. Giờ anh thử món cá chẽm trước đúng không? Đây. Cá chẽm áp chảo ăn với lại rau củ và sốt đậu Hà Lan. Thơm. Anh là cái người nấu tất cả, cái người nấu tất cả, nấu tất cả. Anh bị mất ngang hả? Anh bị mất ngang hả? Anh bị mất ngang hả? Đúng. Rau giòn, cá chẽm thơm. Thơm. Ngon.
không nói được gì thêm, ngon mà thơm lắm. Chốt đậu Hà Lan rất là thơm. Mình giống chị. Mùi mùi ngon lắm. Mời mời dùng, mời dùng. Chém ngon á. Ở bên bên này là cái sốt nghe còn mùi đậu rất là rõ nhưng mà nó không có phải là nhuyễn quá. Nhuyễn quá em sợ là nó sẽ có cảm giác giống như là thức ăn em bé. Thức ăn em bé thì mình sẽ không thích nhưng mà nó còn hơi nó còn hơi cái sơ sơ á thì ăn người thấy hay. Đúng rồi. Nó sơ sơ hả em? Vẫn còn sơ á anh. Em còn sơ sơ. Nhưng mà vô nó tốt cho sức khỏe đó. Cái mùi lá quế nó xông vô nó làm nó trộn với lại cái mùi sốt của cái đậu Hà Lan và cái miếng cá. Cái lớp da thì lại rất là giòn. Như là anh tưởng tượng giống như là cái lớp da giòn xong rồi cộng với cái mùi hăng của lá quế là cảm giác nó rất là đưa, gọi là ăn hoài. Đưa đi đâu em? Đi đâu? Cái này mà em ăn với cơm chứ em ăn nguyên nồi cơm. Cơm kìa. Ăn đi em. Đầu tiên em ăn cá với lại đậu Hà Lan nghiền. Quá ngon. Một chữ thôi. Ngon. Đỉnh. À đỉnh, cảm ơn em. Bây giờ thử món tiếp theo là món ăn. Con. Cà tím kho chín đậu. Em là chúa đậu hũ luôn anh. Vậy hả? Cái gì mà cứ có đậu hũ vô là em khoái à. Đây, và món này mình không có ăn không mà mình ăn với rau. Rau xanh. Đây, khổ qua. Ăn cho cái khổ, ăn cho cái khổ nó qua. Không này khổ quá. À, bây giờ Đà Lạt mình có rồi. Tại vì mỗi lúc đâu có, thời ngày xưa không có. Hãy tin anh, ăn miếng đậu hũ kẹp với miếng cà tím và kẹp miếng khổ qua. Quá ngon luôn, cái khổ qua nó nhẫn nhẫn, cà tím nó bùi bùi. Và cái đậu hũ á, ăn vô nó mềm và nó có độ chua nhẹ. Xong rồi có cái khổ qua quẹt với cái miếng ở dưới, cái miếng ở dưới không? À, nhỏ xíu dễ thương quá à. Cái này là trái ớt nè. Cái gì? Phải, cái này nó đùa thôi, đây là một trái bí nhỏ. Đúng anh, ở đây là chế biến rồi, nhỏ. Chứ trời, mình dẫn mặt thôi. Trời ơi, chứ mình biết hết. Biết hết. Lát có câu hỏi về kiến thức. Em đi chết đây. Không em đi chết đây. Đâu, 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 đâu. Vòng mình trở lại, độc đáo. Có cái gia vị gì trong này mà cái mùi nó lạ lắm anh. Đây, nó xông lên mũi liền luôn á. Ướp một lớp bột chiên. Xong rồi chiên lên. Đúng không, em nhớ. Chính xác. Đúng không anh? Xong rồi sau đó là mình là pha một cái nước sốt bên ngoài mình coi cho nó rút vào. Thôi cho nó rút vô. Giờ anh hỏi câu này có gì mà hai đứa gái bên đâu đợi đây có gì buồn không? Hai đứa có biết nấu ăn không? Chà biết. Trời biết nấu ăn mà hình vậy đó hả? Biết cái từ nấu ăn á nhưng mà không biết nấu. Duyên dáng. Duyên dáng. Cái bà tím nó thường mà kho nó sẽ dễ bị nhũng ra. Nhưng mà cái này nó còn giữ cái độ giòn. Em thích. Dạ, nó còn chín nhưng mà nó chưa chín, không phải là chín mà nhờ mà nó còn sống sống sực sực. Rất là ngon. Chị mới ăn cái miếng đậu hũ với lại một cái miếng cà tím thôi thì quá tuyệt vời. Nó làm mình thay đổi luôn cái định kiến về đồ kho luôn. Thôi phải gấp thêm miếng nữa. Thay đổi định kiến về đồ kho luôn hả? Ồ anh ghét đồ kho lắm chị. Sau cái này nguyên cái buổi hôm nay á là thật ra Quang Đăng rất là thích không thích ăn cá và không thích ăn đồ kho. Hôm nay toàn ăn được cá với đồ kho không mà về là thay đổi quan điểm luôn. Thay đổi quan điểm luôn. Nói nghề chuyện với nhau. Ăn người ăn người nhìn là nó trai. Đặc biệt ở vòng thứ ba này là có câu hỏi về kiến thức. Biết thì cùng được ăn cho nó vui. Ê được. Đó không? Có cơ hội. Trinh. Dạ em đây. Quê ở đâu? Quê em An Giang. An Giang hả? Đây là một loại lá và một loại trái. Dòng họ với trái chanh. Ai biết trả lời? Trái chút. Rồi, mời anh. Ủa tưởng là hỏi chứ phải trên... nguyên đội ăn luôn hả? Không, ai trúng thì ăn thôi chứ. Kỳ dạ, mình có tính thành đồng đội lắm, hỏi chứ ăn chung luôn. Thôi ăn trước nha, ăn trước nha. Trời ơi, bỏ đồng đội. Gì cái gì vậy trời? Nói ra câu này xong có công giao. Giống chú chanh vậy á. Cõi theo đi, có ba câu hỏi rồi chứ. Rồi, đổi bộ chào cháu rồi. Anh hỏi tụi em đi. Bây giờ ai mà nói lại đúng cái quy trình mà làm cái món súp này. Đấy. Giờ nãy coi trên clip. Em nói nè. Thứ nhất, mua con heo về người ta sẽ chặt. Cái gì? Em nấu con nồi em mua con heo hả? Lộn. Mình mua thịt heo chợ về. Bắt đầu mình rửa xong mình luộc một cái lớp để cho nó tráng cái lớp dơ, mình bỏ cái lớp nước đó. Trần một nước ơi. Không, mình thảy vô nước đá. Cho thịt nó trong. Mình sẽ thảy thịt vào nước khác nữa. Mình hầm cho nó nhừ. Sau đó mình để cái nước đó nguội và để vô tủ lạnh. Chứ khi mà đóng lại một lớp mỡ, lớp mỡ sẽ nổi lên trên và mình vớt nó ra tốt cho tim mạch. Rồi để đổ nước hầm vào. Xong đó để nấm đông cô vào. Mà mình để cái rong biển đó vào một cái nắp nước.
cho nó nở rồi trước, sau khi nó nở ra mình đổ vô đây luôn. Và cà rốt mình cắt đổ vô, và cuối cùng là chúng ta hầm đến khi nào mà cảm thấy các nguyên liệu này nó đã mềm và chín, và chúng ta để đậu hũ vào, sau đó chúng ta tắt và rắc một chút tiêu vào sẽ làm cho cả căn bếp dậy lên mùi của món súp. Sao anh thấy sao? Quang. Rắc thêm một miếng hành. Anh thấy sao? Mà chắc cho ăn luôn đi không? À thôi ăn cho đi. Cho ăn. Thôi bây giờ mình thử cái món này nè. Ê sao không hỏi nó đi, để cho em tự ăn với. Thôi em. Bây giờ có mình ăn được. Chúng ta ăn cái món gọi là sườn nấu nấm rong biển và tàu hũ. Các bạn biết rồi, đây là những sản vật của thiên nhiên rất là tốt cho sức khỏe. Chúng ta hãy thử một miếng nước để xem độ ngọt như thế nào. Đúng là những món ăn dành cho người phòng người bệnh tim thì nó luôn phải thanh khiết, ít gia vị, không được mặn. Và đặc biệt là những cái này đều hầm nấu không hề có dầu mỡ, tốt sức khỏe, ngon. Mời Dung. Dạ. Anh ơi, còn câu hỏi nào cho em đi. Rồi, tới tình hình bệnh. Ban tổ chức báo là hết câu hỏi rồi. Giờ hỏi tình hình câu nữa nè. Động vật bò sát lớn nhất thế giới hiện tại là con gì? Con commando á, con rồng commando. Chính xác. Cái món canh rong biển này nè, là bình thường mình thấy nhiều mà cái canh mà nó có nhiều thịt và nhiều đậu hũ, rồi nhiều tức là nhìn nấm này đậu nó đầy nhiều quá, đầy quá đúng không? Mình nó đầy, mình cảm giác là mình hơi bị no, nó hơi tí xíu. Nhưng mà khi mà em ăn khi mà em ăn cái canh này thì những cái suy nghĩ của em về trước đây sai hết. Hay quá em ơi. Hay không anh? Chương trình cũng đang sai khi mời em. Nói đùa chứ thật ra em cảm giác là khi mà ăn mà nó rất là trong. Long sẽ bắt đầu làm cái phần sinh tố. Ủa sinh tố mà có để rau nữa anh? Có, salad. Ở đây mình sử dụng rau, chuối và cả salad. Và trong đó thêm có thêm nước rau má nữa. Cái này là đậu xanh, mình đã hấp chín rồi. Kính thưa ladies and gentlemen, đây là một trong những món sinh tố lạ nhất từng uống. Vì sao? Nó có cái vị toàn là rau củ, không hề béo, không hề ngọt, rất dễ uống. Cái này thì mình sử dụng là sữa tách béo. Đúng rồi, sữa tách. Bình thường thì mình sử dụng là nước cốt dừa thì cái độ béo nó nhiều quá, nó không sẽ không tốt cho sức khỏe. Tôi tìm mạch. Không, ngon á. Nó có một sự rung cảm ở trên đầu lưỡi. Và các loại rau nó vẫn còn, nó chạy lăng tăng trong đây nè. Đụng vào răng nó va vào thành, đụng vùng hầm rớt xuống lưỡi chạy vào trong những dính sốt lại vài miếng gì. Rau còn sống anh. Rau còn sống anh. Rau còn sống anh. Nói chung là cũng nhờ chương trình ẩm thực anh mới hiểu hơn nhiều về em. Thật sự á, kiến thức em rất nhiều. Nhưng nếu mà mình nói ra á, mình lại làm cho mọi người cảm thấy nhỏ bé. Trời ơi, nên em sẽ làm cho mọi người vui vẻ. Nói những câu là mọi người bất ngờ. Và mục đích em đã thành công. Đúng rồi. Mình đã hạnh phúc rồi. Anh thật sự bất ngờ. Không, nói chung là những người mà biết nhiều người ta không phải giải thích nhiều đâu. Đúng rồi. Đúng rồi đó, chính xác luôn đó. Cái nguyên liệu chính của cái này đó chính là đậu xanh. Đậu xanh đó rất là tốt cho hệ tim mạch. Vì sao? Trong đậu có rất nhiều protein. Cho nên bác sĩ khuyên là mình dùng protein của đậu tốt hơn. Không nên dùng quá nhiều protein của động vật. Mọi người hãy nhìn đi. Mọi người có thấy cái màu xanh nó len xen lẫn với màu vàng không? Ở cái màu vàng này nè. Khi nào xong kêu anh ra đây. Anh ngồi đi, em nghe anh nói đi. Ngồi. Cái màu vàng này để gần cáo nó rất là hợp. Cảm ơn em. Hiểu không? Cái màu vàng này là từ đâu? Đậu xanh. Đậu xanh chúng ta luộc nêm xay nhuyễn, uống vào nó sẽ có một tí béo. Làm em nhớ tới ngày xưa á. Rồi, cái gì đời xưa. Em uống cái rau má dừa và để đậu xanh vô anh. Béo. Cái này là một cái sự biến thể. Biến thể. Hay quá Trinh ơi, thì cái ly sinh tố. Rồi. Cực đã. Quý vị thân mến, Trinh hiện tại đã ra tới Hà Nội. Mời Trinh về lại đây. Dạ, nói tóm lại là nó lạ lắm. Thay vì em ăn ra phải nhai đúng không? Em ăn cái này em không cần nhai, em uống luôn. Ngày hôm nay thì rất nhiều món ngon đã được đầu bếp làm cho chúng ta thưởng thức và tốt cho tim mạch. Bây giờ sẽ là hai món cuối cùng
Mời quý vị đến với phần bánh Việt. Tuần này Thiên Đường Ẩm Thực sẽ gửi đến bạn một món chè và một món xôi vô cùng hấp dẫn luôn. Đừng bỏ lỡ nha. Đầu tiên ngâm hạt đùi ươi và hạt é vào nước cho nở ra. Nấu nước sôi, cho đường phèn vào nấu tan. Một cọng lá dứa như thế này sẽ làm cho món chè có mùi thơm dễ chịu đó. Ai mê trân châu thì mau vào xem rồi cùng làm nhé. Cho bột năng, bột bắp vào tô, thêm nước sôi rồi nhanh trộn thành khối. Cùng xem nghệ nhân Trần Thị Hiền Minh nhồi bột cho dẻo mịn nào. Cắt bột thành từng viên nhỏ rồi vo tròn là có ngay những viên trân châu xinh xắn rồi đấy. Cùng đem trân châu đi luộc nào. Ôi chào ơi, sáng long lanh lấp lánh luôn. Bây giờ thì lượt nước đường phèn qua rây để loại bỏ những sợi chỉ trong đường là có thể cho ngay vào ly chè được rồi. Món chè hạt đùi ươi trân châu đơn giản là thế mà lại rất dễ gây nghiện. Vừa thanh mát, vừa bổ dưỡng, thêm một ít đá lạnh nữa là ngon tuyệt cú mèo luôn. Tiếp theo là một món xôi gắn liền với tuổi thơ của nhiều người. Bạn đã thấy tim mình thổn thức chưa nào? Cho nếp than đã ngâm 10 tiếng ra tô. Thêm ít muối rồi trộn cho thật đều tay. Còn chờ gì mà không đem nếp đi hấp chín nào? Bây giờ thì cho bột năng, chút dầu ăn, nước ấm, rồi dùng phới đánh tan bột. Cho bột lên bếp khuấy đều tay và liên tục cho đến khi bột quánh lại. Bạn đã bao giờ thấy bánh tráng giấy ép như thế nào chưa? Ta-da, kỳ diệu quá phải không? Mau mau cho đậu xanh, nước cốt dừa, mỡ hành, dừa bào, đậu phộng lên nào. Kẹp một miếng bánh tráng giấy bên ngoài, rồi thưởng thức là thấy cả tuổi thơ ùa về nơi căn bếp nhỏ. Vừa thơm thảo, vừa bồi hồi, ai mà không ưng. Và sau đây là hai món bánh Việt. Xin mời chị Ba Cần Thơ và chị Bảy Sóc Trăng. Món đầu tiên đó chính là đùi ươi nấu với hạt é. Và đây khoái cái này nè. Mời mọi người. Em mời cả nhà. Ôi ý, cảm ơn. Mình có ai chấm không? Khoái cái nước dừa này nè. Không, tụi nó cũng có dừa một chút ở trên rồi. Trôi dẻo. Mang qua đây luôn. Có cái cọng dừa nó sực sực sực, có dừa bào nó sực sực ngon. Bình thường xôi á, không có hành. Mà trong xôi này nhờ, có hành nữa. Nên ăn nó lạ lạ, nó thơm thơm cái gì ha. Ước gì tôi làm miếng xôi thiệt chứ. Bình thường thì ăn xôi á, trong nước là sợ. Sợ gì Trinh? Nên nhờ ăn xôi nên nhờ gì? Trinh không ăn tinh bột. Trinh ăn tinh bột. Nhất là xôi thì nó sẽ làm cho mập. Nên này đừng đi cám rồi. Chính vì vậy mà con gì ăn cám heo á. Nó chờ nguyên cám, hạt là nguyên cám nó tốt, nhiều vitamin đó. Chính là chính vì lý do đó nên là đối với là những người phụ nữ như Trinh lớn, Trinh nhỏ ở đây ăn xôi sợ mập, nhưng mà cái xôi này còn nguyên cám, giống như là gạo lứt vậy đó. Đúng rồi, ta tưởng nó ăn gạo là mập nhưng mà gạo lứt ăn nó lại giảm cân. Đúng rồi. Cho nên cái này cũng là một trong những cái cách mà ăn xôi để giảm cân. Vì vậy mà những người phụ nữ nào mà đang muốn giảm cân có thể ăn cái loại xôi này. Nhưng mà ăn xong thì cũng phải nhớ tập thể dục. Bây giờ nó một đường một câu thôi. Thì giao bộ này cho một người cười thôi. Tại sao? Chỉ là điểm nhấn hài hước của cái buổi này. Này ớt có vitamin A rất tốt cho cơ thể. Còn tốt cho tim không em không biết. Cua đồng chấm ở đâu nè? Ở dưới biển. Cháo mà thơm gì? Cháo nó thơm mùi gạo. Tức tưởng. Bây giờ mình thử món tiếp theo là đùi ươi nấu với lại học é. Chúng ta thêm một ít ice and mix. Gì? Mix and húp. Trời ơi, cái vị ngọt thanh tao của đường phèn và cái sự hòa huyện của hạt é và đùi ươi này quá tuyệt vời. Mát lắm. Trời mùa hè đang nóng bực thế này. Húp một cái. Tưởng đang ở Paris. Tại sao người ta gọi là hạt đùi ươi? Biết trên liền. Tại đùi ươi là tên của một loài động vật. Hạt đùi ươi giống như là lấy từ con đó ra.
Nói thiệt mà. Tình luôn á. Ngại thơ đừng nói gì hết. Cái món chè này á là một món chè mà nó rất là mát và tốt sức khỏe. Tại vì hạt é là một cái hạt mà ngoài ngon ra, nó mát ra thì nó còn là giảm cholesterol. Đúng rồi, nó chất xơ hòa tan rồi. Đó. Thì từ đó suy ra nó sẽ giảm được những cái triệu chứng như đột quỵ nè, như là tim mạch, huyết áp. Huyết áp mà bây giờ là cái thời buổi mà hiện ăn bún bây giờ nó nguy hiểm. Bây giờ là rất là nhiều người bị gọi là đột quỵ. Bây giờ chúng ta đến với quà tặng dành cho hai đội chơi ngày hôm nay, và đặc biệt là đội chiến thắng 10 triệu đồng. Chào tất cả. Khoan, em ơi, cho thêm cái ghế nữa. Được rồi. Chủ đề hôm nay là những món ăn về sức khỏe, khoái mặt. Dạ em hơi xa chủ đề không ạ? Rồi, mời em về. Nó buồn buồn đó. Nó hay lắm, nó hay lắm. Dám bỏ lại sau lưng một nỗi đau. Quá tuyệt vời. Đây, phần quà tiếp theo. Dạ. Cảm ơn anh. Nhớ đem về nấu ăn cho Quang Đăng nha. Chúc hai đứa ngon miệng. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn anh. Và đây là 10 triệu đồng dành cho đội chiến thắng. Xin chúc. Kính thưa quý vị đang mến chương trình của chúng tôi Thiên Đường Ẩm Thực, ngày hôm nay xin khép lại tại đây. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ hàng tuần trên HTV7 với sự tài trợ độc quyền của Công ty Cổ phần Bộ Sản phẩm Tài ký thương hiệu Tài Trung Quốc. Xin chào, hẹn gặp lại vào thứ tư tuần sau. Nào cùng khám phá cách chế biến món ngon thịt ngon, nào cùng mau xem game show thứ thách vui thiệt vui, nào là thịt nướng hải sản với lẩu xiêu đá luôn, đội nào chiến thắng thì ăn hết luôn nào. Đội chiến thắng, nào cùng khám phá cách chế biến món ngon thịt ngon, nào cùng mau xem game show thứ thách vui thiệt vui, nào là thịt nướng hải sản với lẩu xiêu đá luôn, đội nào chiến thắng thì ăn hết luôn nào. Đội chiến thắng, bạn phải nhìn đói suốt cả chương trình đây, và chẳng phải xem kiến thức của ai hay thật hay, chỉ một đội thắng thương tưng đến món ngon thiệt ngon, Thiên Đường Ẩm Thực ông hoàng hạnh phúc cùng chơi cùng vui.